Chiều nay Linh nấu bún riêu ăn thay cơm của chú anh chị. Bún riêu Linh cũng nấu sẵn rồi. Linh chuẩn bị một tô bún nè. Sáng Linh mua 1,5 kg bún đó. Bún riêu Linh mua cái bún hơi to to, bún gạo hơi to to nè. Đây là một dĩa chả quế. Linh mua chả quế Linh sắt sẵn ra đây luôn nè. Dĩa gao để ăn bún riêu Linh mua lá quế. Gà bắp chuối với giá với ít hẹ. Cái chén đây là cái chén mắm ruốc Linh pha sẵn này nè. Giờ Linh sẽ trụng vào cái tô Linh sẽ ăn thôi. Đây là cái son nồi nước súp bún riêu của Linh nấu nãy giờ. Cũng đã chín rồi nè cô chú anh chị. Linh em cũng vừa ăn rồi đó. Bữa nay Linh quên mua cà chua của chú anh chị nên Linh không có bỏ cà chua luôn. Cái này hành Linh bỏ vô cho nó thơm, bây giờ nó chín nó mềm luôn mình. Linh nấu huyết với tàu hũ với xương heo với củ cải trắng, củ cải đỏ. Đơn giản mà Linh quên mua cà chua. Linh có bỏ con guốc vô nè nên nó lên màu uống riêu luôn, Linh không có để màu hạt đều vô luôn. Linh chuẩn bị tô uống riêu rồi, bây giờ Linh múc nước lên vô. Lâu ăn tô bự của chú anh chị. Bỏ ít hành lá lên. Chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh của Linh nha. Hôm nay Linh nấu bún riêu ăn thay cơm của chú anh chị. Linh cũng nấu xong rồi, bây giờ Linh mời cô chú anh chị ăn bún riêu buổi trưa cùng với Linh nha. Lâu lâu rồi ăn tô bự này cho nó đã thèm của chú anh chị. Linh sẽ bỏ lá quế vô, rau thì Linh bỏ vô sẵn hết rồi, bắp chuối giá với hẹ Linh bỏ vô rồi. Bây giờ Linh cho ít lá quế nãy giờ nấu mà đói bụng, sáng Linh chưa ăn cái gì, chiều bụng ăn một tô bún riêu. Nấu đơn giản không chị? Bún riêu này không có cà chua, ăn giả chiến đi. Nặng ít tắt lên. Cho miếng mắm ruốc đi. Ăn bún riêu là phải có mắm ruốc. Linh quên mua cà chua nên cái về tới nhà mới nhớ là Linh không có chạy đi chợ. Có gì ăn đó. Có nhiều ăn nhiều đi. Rồi Linh mời cô chú anh chị ăn trưa cùng với Linh nha. Miếng nước chứ. Ngon lắm. Ngon. Trắng cái à. Mắm ruốc.
Ngon lắm. Bún riêu phải có huyết. Lâu ăn bún riêu ngon lắm.
ăn xong tôi uống này no tới chiều luôn của chú vậy. Tôi bự quá Linh gán hết luôn cho no vậy lắm. Video của Linh chia sẻ cái món bún riêu buổi trưa đến đây cũng xin khép lại. Tôi chú anh chị xin video của Linh đó, thấy thích thì ủng hộ cho Linh một like một chu, một lượt chia sẻ để động viên khích lệ tinh thần cho Linh nha cô chú anh chị. Video của Linh đến đây là hết, xin chào tạm biệt.